Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin quyền lực Lưu Bình Nhưỡng lớn đến đâu khiến giang hồ Bảo Kê phải dựa dẫm. Phạm Minh Cường, tức Cường Quắt, là giang hồ hoạt động có băng đảng, tham gia Bảo Kê hoạt động khai thác và cung cấp cát biển, khai thác cát biển trái phép. Cường Quắt làm thủ lĩnh một nhóm chuyên đánh dàn mặt các doanh nghiệp khai thác cát, mục đích là đòi tiền Bảo Kê hoặc ép các doanh nghiệp khác bán rẻ sản phẩm cho Cường. Nói chung là dùng vũ lực để đe dọa các doanh nghiệp yếu thế khác. Tất nhiên, Cường Quắt có chỗ dựa là người có quyền lực thì mới dám lộng hành đến như vậy. Ở xã hội này, xã hội đen muốn hoạt động được thì phải tìm chỗ dựa ở xã hội đỏ. Nếu không có sự Bảo Kê của quyền lực chính trị thì Cường Quắt không thể mạnh tay chấn lột người khác được. Người mà Cường Quắt dựa vào được cho là ông Lưu Bình Nhưỡng, phó ban dân nguyện của Quốc hội. Cường Quắt là kẻ được cho là đã dựa vào Lưu Bình Nhưỡng để hoạt động cưỡng đoạt tài sản theo báo chí Nhà nước Việt Nam đăng tải. Việc một ông quan miệng nói đạo lý nhưng hành động thất đức và kể cả phạm pháp là chuyện không xa lạ gì ở chế độ Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam này. Hàng loạt quan chức chính quyền đang phải ngồi tù đều là những người nói đạo lý rất hay khi còn đang đương chức. Ngay cả những quan chức còn đang đương chức cũng miệng nói đạo lý nhưng lại làm điều trái pháp luật và phi đạo đức. Nói gì đến những quan chức đã phải vào tù. Nguyễn Hòa Bình, chánh án Tòa án Nhân dân tối cao, là một ví dụ điển hình như thế. Việc ông Lưu Bình Nhưỡng bị bắt làm nhiều nhà phân tích ngạc nhiên. Họ ngạc nhiên không phải vì sự sùng bái thần tượng, mà vì họ hiểu rằng chức Phó trưởng ban dân nguyện Quốc hội là một chức không có thực quyền. Chức này không đủ sức mạnh để cho một giang hồ dựa dẫm và cũng không có đủ quyền, đủ uy để cho những đối tượng bị Cường Quắt chấn lột phải e ngại. Nếu Cường Quắt có dựa vào ai đó thì người đó ít nhất phải là người có thực quyền ở địa phương. Chẳng hạn như Giám đốc Công an tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh hoặc Bí thư Tỉnh ủy và một vị nào đấy ở Trung ương cũng có thực quyền như thế. Ông Lưu Bình Nhưỡng nghe lệnh bắt giam. Thực ra cái gọi là ban dân nguyện chỉ là một cơ quan được Quốc hội của Đảng Cộng sản Việt Nam dựng lên để có nơi được xem là lắng nghe tiếng nói của dân và lên tiếng thay cho người dân mà thôi. Dù cho ông Lưu Bình Nhưỡng có phát biểu thế nào thì những gì ông Nhưỡng nói không thể được luật hóa bởi ông không có cái quyền để làm điều đó và bởi nó không đúng ý của Đảng Cộng sản. Một người chỉ giữ một chức danh làm cảnh cho một quốc hội bù nhìn thì thực quyền của ông ở đâu mà Cường Quắt phải dựa dẫm đây? Hay là còn có ai đó thực quyền đỡ đầu cho Cường Quắt nhưng ông Tô Lâm không dám bắt mà lại đi bắt Lưu Bình Nhưỡng vậy? Cách đây hơn 20 năm, khi vụ án Năm Cam bị khui ra thì sự thật được phơi bày, đó là ông trùm Năm Cam được các lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh có quyền lớn bảo kê. Người dính dáng đến Năm Cam có ông Bùi Quốc Huy, trung tướng, giám đốc công an thành phố Hồ Chí Minh. Và dưới Bùi Quốc Huy có những ông như trưởng phòng đầy quyền lực, khác như thượng tá Nguyễn Mạnh Trung và thượng tá Dương Minh Ngọc. Ngoài ra còn dính đến Năm Cam có Phạm Sĩ Chiến, phó viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao. Thực ra vụ án Năm Cam chỉ được khui đến đó, nếu khui thêm thì sẽ dính thêm ông cựu chủ tịch nước Trương Tấn Sang. Sau vụ Năm Cam, Trương Tấn Sang bị gọi về Trung ương và bị kỷ luật bằng cách cho ngồi chơi xây nước ở chức trưởng ban kinh tế Trung ương. Ban dân nguyện vốn chỉ dùng để làm cảnh, không hề có thực quyền. Cường Quắt có thể không đủ tầm như Năm Cam, không đủ thế lực để quen biết cao và cũng không có quy mô đến như thế. Tuy nhiên, quy tắc chung vẫn là không đổi. Xã hội đen muốn tìm chỗ dựa vào quan chức thì phải tìm đến người có thực quyền. Một ông phó ban dân nguyện không có thực quyền không thể khiến các doanh nghiệp khai thác cát phải sợ. Và một Lưu Bình Nhưỡng không đủ mạnh để Cường Quắt tìm đến làm chỗ dựa. Phải chăng còn gì nữa mà Tô Lâm chưa khui? Hay trong vụ án này còn có gì đang mờ ám đây? Chúng ta hãy cùng chờ thêm.
Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo.de với bản tin Quyền lực Lưu Bình Nhưỡng lớn đến đâu khiến giang hồ. Quyền lực Lưu Bình Nhưỡng lớn đến đâu khiến giang hồ Bảo Kê phải dựa dẫm. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de. Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Dám và mồm cụ Tổng Lưu Bình Nhưỡng nhân hậu quả thảm khốc. Trong một lần phát biểu trước nghị tri cử tri của Hà Nội, ông Nguyễn Phú Trọng có phát biểu như sau. Bây giờ Trung ương có chủ trương khuyến khích anh nào mà đã có sai phạm rồi, tự giác xin thôi, tự giác xin nộp lại tiền đi thì tôi miễn xử hoặc xử nhẹ đi, không phải xử nặng mới là tốt, không phải cắt hết tất cả mới là tốt. Vừa rồi mấy đồng chí Trung ương xin thôi, tức là phạm sai lầm là thôi ấy. Tự giác khuyến khích hoan nghênh cho các anh chị nghỉ công tác, anh bổ lắp lại cái tiền mà anh ta hổ tham nhũng. Đấy là cái mới nhất, rất nhân văn ấy, chứ không phải bắt rồi xử lý các thứ. Còn nếu anh ngoan cố, anh không chịu, thì lúc đó mang anh ra xử, chứ không phải xử nặng hay là xử đối xử với nhau như thế mới là tốt. Không phải khuyến khích ai đó đã chót nhúng chàm rồi thì rửa tay đi. Ông Nguyễn Phú Trọng phát biểu trước cử tri như vậy, ông Trọng có ý cho rằng quan chức tham nhũng mà trả lại tài sản tham nhũng và xin rút lui thì được miễn tội hoặc xử nhẹ. Nghĩa là ông Trọng ủng hộ việc quan chức nếu ăn không được thì nhả. Đây là quan điểm khuyến khích quan chức tham nhũng, chứ không phải là nhân văn như ông nói. Bởi ăn bao nhiêu cũng được, nếu bị phát hiện bao nhiêu thì trả bấy nhiêu như vậy. Quan chức quá an tâm để mà tham nhũng tiếp. Họ chỉ có được hòa và thắng chứ không phải mất mát gì, không phải trả giá gì. Trái ngược với ông Nguyễn Phú Trọng, trong một lần trả lời phỏng vấn VTC News, ông Lưu Bình Nhưỡng đã phát biểu rất rõ ràng như sau. Ở đây chúng ta đang bàn về vấn đề hình sự, chứ không bàn về vấn đề đi đòi nợ. Và vấn đề hình sự ở đây là vấn đề tham nhũng, chứ không phải là tội phạm kinh tế nói chung. Tôi lấy ví dụ như thế này, tội trốn thuế thì có thể vừa bị phạt tù, vừa bị phạt tiền, mà vẫn phải hoàn lại số tiền mà anh đã biển thủ của nhà nước, tiền thuế của nhà nước. Có thể bị phạt rất nhiều lần so với số tiền mà anh đã trốn thuế đó mà anh vẫn phải đi tù. Như vậy thì cái hình phạt hình sự nó nặng lắm, chứ không chỉ là anh trả lại cái tiền đó thì anh không phải đi tù đâu. Và nếu chúng ta nhầm lẫn cái này là không được. Thế nên quan điểm của luật sư Khánh tôi thấy rằng nó rất rõ ràng với quan điểm là chúng ta ở đây có hai vấn đề. Một là vấn đề về kinh tế, anh đã chiếm hữu, chiếm đoạt tài sản của nhà nước và xã hội rồi thì anh vẫn cứ phải hoàn trả lại. Nhưng mà bởi vì hành vi của anh với tư cách là một tội phạm thì vẫn bị xử lý bình thường theo các quy định, có thể bị phạt tù. Vấn đề thứ hai mà chúng ta biết hết sức lưu ý rằng anh là cán bộ nhà nước, anh hơn dân là anh được cầm quyền lực nhà nước. Anh được sự tín nhiệm của người dân để anh đứng trong bộ máy công quyền. Anh được hưởng vinh hoa phú quý, anh lại còn tiếp tục sử dụng quyền lực đó. Anh không những được hưởng bổng lộc rồi, anh được hưởng đủ thứ trên đời này rồi, mà anh lại đi biển thủ, anh lại tham ô, anh ăn hối lộ nữa thì đương nhiên anh phải tội nặng hơn người khác chứ. Tại sao anh lại nộp cái tiền anh lấy rồi anh lại khỏi phải đi tù? Có nghĩa là thế này, anh không thể trốn tránh khỏi cái hình phạt mà anh vẫn phải nộp lại tiền, chứ chúng ta không thể bao giờ thay thế bằng cách nộp tiền phạt xem như là xong. Ông Lưu Bình Nhưỡng phát biểu trên đài VTC News. Đấy chính là lời phát biểu của ông Lưu Bình Nhưỡng. Đây là quan điểm của một người hiểu biết luật pháp. Chỉ có làm những gì ông Nhưỡng nói thì luật pháp mới được thượng tôn. Ở các nước văn minh cũng có quy định như thế, chứ không thể dùng cách như ông Tổng Bí Thư vẫn nói. Nếu điều hành đất nước mà dùng cách như ông Tổng Bí Thư thì tham nhũng ngày một leo thang, chứ không giảm đi. Và thực tế đã xảy ra đúng y như vậy. Việc vả vào mồm ông Tổng Bí Thư được xem là hành động ăn gan hùm của ông Lưu Bình Nhưỡng đã phải
trả giá. Ông bị ghép vào tội cưỡng đoạt tài sản, một loại tội khiến nhiều người phải bất ngờ và cảm thấy khó tin. Và sau khi ông Lưu Bình Nhưỡng bị bắt thì sẽ chẳng còn ai dám ăn gan hùm mà vả vào miệng cụ tổng như thế nữa. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo.de với bản tin Dám vả mồm cụ tổng, Lưu Bình Nhưỡng nhận hậu quả thảm khốc. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de.